Vân nghĩ rằng trong cuộc sống của mình, tất cả mọi thứ xuất phát từ tình yêu thương. Khi mà nơi nào mà có được tình yêu thương thì nơi đó có sự tái sinh. Thank you.
DUNG, Vietnam. And the winner of what was the largest fan vote in Miss Universe history is Vietnam. Trình mà là một nạn nhân của việc quấy rối tình dục thì tôi tự vượt qua cái điều đó và trở nên mạnh mẽ hơn, và tôi đã sẽ tìm một cái bộ môn thể thao là boxing để có thể tự phòng vệ cũng như giúp cho mình tự tin hơn. Và với boxing thì khi mà có những cái mệt mỏi, có những cái căng thẳng thì được thực hiện những cái động tác boxing thì tôi cảm thấy giống như là mình được rất là thoải mái cũng như là thư giãn.